Rồi, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với Fit and Grow. Và các bạn bảo là mình nên chơi con game này đi thì ok, hôm nay quay trở lại chơi luôn. Nó phải có cái gì mới thì mình mới quay trở lại nha các bạn. Và đây, hôm nay là chúng ta có một con hàng mới. Con game này tự nhiên mình lại phát hiện ra, mình phát hiện ra là nó mới cập nhật quả con rồng này, khá là hay. Nhưng bây giờ mình phải chạy đấy các bạn ạ. Ui ôi, nó đuổi kìa, ui nó đuổi kìa. Đuổi sao được? Chúng mày chạy chậm nó đuổi sao được anh? Đuổi kiểu dê. À! Vừa vào mà đã bị những cái thế lực hắc ám nó bắt nạt mình, cay thế chứ lại. Đừng quên là nếu các bạn thích con game này có thể nhấn like cho video và đăng ký kênh Pro để ủng hộ mình nhá. Rồi, chơi lại, cay thế. Ê, vừa nãy còn chưa kịp làm gì chúng nó mà chúng nó đã cắn mình rồi, bực. Đã thế là bây giờ là anh em mình phải đi để tăng cấp độ đấy các bạn ạ. Mặc dù mình là rồng nhá, mình là rồng là mình sống kiểu sống ở trên trời ấy, kiểu là người nhà trời, nhưng mà dù sao thì mình hiện tại bây giờ trông mình vẫn đang hơi bé. Bây giờ mình vẫn đang hơi bé. Bé thì cũng cắn. Ui dồi vẫn có sống. Ui dồi, tôi tưởng là tôi vẫn còn sống. Cay. Bực thế nhờ. Cha tao bực thịt. Thịt này là của tao đấy. Thịt này của tao nhớ chưa. À nó úp mặt vào sông quê rồi. Thịt này là của tao. Thịt này của tao nhá. Thịt này của tao cơ mà. Trả thịt đây. Chả thịt đây, chắc chắn miếng thịt này là chính là mình luôn đấy các bạn ạ. Nên là mình bây giờ phải đòi lại miếng thịt của chính mình bằng cách là mình sẽ phải cắn con này. Con này cổ nó dài, nó cũng không đớt được mình đâu, nó cũng không cắn được mình đâu. Các bạn yên tâm, mình sẽ làm thịt được con này ngay. Mình sẽ zoom ra xa để cho anh em nhìn cho nó rõ. Đấy, các bạn thấy chưa? Chắc chắn là mình sẽ thịt được con khủng long này. 6 máu, mình cắn 6 máu phát. Nó cổ dài quá, nó không làm gì được mình các bạn ạ. Tưởng cổ dài mà ngon à. Tưởng cổ dài và ngon rồi bạn. Ui, con này lắm máu thế nhỉ. Ok á. Kìa, hai chúng mày xông vào quanh nhau đi. Con kia xông vào cắn con này đi sao. Hai con xông cắn nhau đi. Xông vào cắn nhau đi, xong rồi cả hai con cắn kiểu mất máu là mình đứng ngoài là kiểu ngư ông đắc lợi, các bạn hiểu không? Cắn từ nãy giờ. Ôi giời ơi, đúng rồi. Ui giời. Tiên sư mày, tao bảo mày cắn con kia mày lại đi cắn tao. Bực thế nhỉ. À, không thể để chuyện này xảy ra nữa. Mình cay lắm rồi. Ai ôi. Tình hình là có đến 75% các bạn biết đến mình mà chưa nhấn đăng ký kênh. Vậy nên hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Mê. Cáu nhá. Con tiên sư nó từ nãy giờ nó giết mình mấy lần rồi. Đã thế. Quả này anh em mình trốn chạy các bạn ạ. Trốn. Mặc dù là rồng nhưng thật sự bây giờ trông mình không khác gì con giun cả. Tại vì bé quá. Bây giờ là phải chui rúc ở những cái chỗ. Phải trốn đi đã. Kìa. Lại bị con này nó phát hiện ạ. Bực cái nhờ. Nó có đuổi được mình không? Ui, nó bơi nhanh vãi. Ui rồi, nhìn tôi này. Ui rồi, trông tôi khác gì con giun không? Cáu thế nhỉ, từ đấy chết hơn nhiều đấy. Anh em mình bây giờ phải di chuyển đấy các bạn ạ. Phải di chuyển ra vùng đất nào mà nó có ít cá to thôi. Ở đây toàn kiểu hàng khủng này, mình không solo được. Đấy là tôi còn chưa tìm thấy mấy cái con mà nó còn to nhé. Chứ đây là mấy chỉ là mấy con bé rồi đấy. Chỗ này tôi thấy khá là an toàn này, chỉ có một mình thôi. Đấy. Ở đây là anh em tu luyện nhá. Tu luyện xong bao giờ khoảng level 5, level 6 thì đấy mình cắn nó khỏe hơn tí. Tại vì bây giờ ít máu quá. Bây giờ có 31 máu thôi. Tôi nghĩ là anh em mình bây giờ phải nâng lên được khoảng độ 100 máu hoặc là 300 máu ấy. Thì may ra mới có cơ hội ra ngoài kia để thể hiện sức mạnh. Chứ còn bây giờ ra chúng nó hắt xì trong cái đủ chết rồi. Rồi bây giờ thì tôi sẽ đi tiếp tục đi ăn đã nhá. Đi ăn uống các thứ đã. Rồi tí nữa quay trở lại thì anh em mình sẽ có một cái sức mạnh khủng hơn. Ok. Đấy rồi, tôi sẽ bắt nạt con này. Tôi sẽ làm thịt con này cho các bạn thấy. Con này vừa miếng. Ui trời ơi, chết rồi. Nó cắn cho mình một cái là mình bị gãy cả xương ạ. Vãi cả trường. Nào. Giỏi cắt đi. Có giỏi cắt đi. Ok, con này nó lại. Ui dồi. Cáu thế nhờ. Không thắng được nó các bạn ạ. Thật là nhục nhá. Này, mình lại về cái chỗ này thôi. Chỗ này lắm ấy lắm. Chỗ này lắm cá to sợ lắm. Rồi, ok. Đớp được hai miếng thịt thì phắn luôn. Phắn luôn cho nó lành các bạn ạ. Game mình từ nay là không được bù lắm dậy nữa. Đây rồi,
tôi sẽ làm thịt con này. Ok á, đang bơi xuống dưới mà. À mình bị thổi lên các bạn ạ. Tôi là bị cái dòng nước thổi lên. Đây. Tôi tin anh em mình có thể thịt con này. Nào. Kìa, bơi chậm thế, rồng bơi chậm thế. Bơi nhanh lên để anh cắn cái. Để rồi, ui, cắn chín máu liền ạ. À, nó cũng dám cắn mình cơ. Đầu gấu. Đấy rồi, có thịt rồi, miếng thịt đầu tiên trong ngày. Đây rồi, level. Mới có level 1 à? Yếu thế nhở? Bực mình thật sự. Vâng, và tôi đã quay trở lại rồi đây. Hiện tại là level 3 rồi. Được 39 máu các bạn ạ. 39 máu tập này là bị cắn ra 2 phát vẫn chết. Tôi vẫn đang rất là cố gắng để đi tìm thức ăn. Đấy, xung quanh đây các bạn thấy đấy, không hề có con cá nữa cả. Tôi không thể tin được là mình đã sống là kiếp một con rồng rồi. Người ta gọi là chúa tể bầu trời đúng không? Thế mà vẫn phải đi ăn sao biển các bạn ạ. Đúng ra là tôi phải ăn những con cá mà nó phải đẳng cấp, như kiểu là cá mập, cá voi hay là cá gì đấy đúng không? Đằng này tôi lại phải đi ăn những cái thứ mà chỉ dành cho mấy cái loài động vật cấp thấp thôi. Cảm thấy thật là nhục nhã. Nhưng mà không sao các bạn ạ. Chúng ta cần phải có những cái phút giây nhục nhã như thế này thì sau này trở nên huy hoàng nó mới chất. Úi dồi ôi, con kia to thế nhỉ? Đấy xong, sau này là tôi phải ăn con to đấy. Chứ còn bây giờ thì mấy cái sao biển này nó chỉ là tráng miệng thôi. Ok rồi, tôi nghĩ là bốc phét thế đủ rồi đấy. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục đi ăn tiếp để nâng cấp level đã. A few moments later. Ok, sau chuỗi ngày nằm gai nếm mật, hiện tại tôi đã level 12, 96 máu rồi nhé các bạn nhé. Trùng với năm sinh của tôi sinh năm 96. Các bạn hợp lý không ạ? Rồng giết của tôi bây giờ nó lại phải là ngon lành cành đào luôn. Bây giờ level 12 rồi, tôi cảm thấy bản thân mình khá là tự tin. Bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm những đối thủ đầu tiên trên con đường trở thành bá chủ của cái đại dương này. Tôi sẽ chọn cái con cá xanh xanh kia. Tại vì nó bé hơn tôi thì chắc chắn là tôi có thể thịt được nó rồi. Nào, úi dồi, à. Các bạn thấy chưa, ui bây giờ mình cắn 19 máu rồi đấy. Khiếp. Cắn khỏe thế, ai chơi. Ok á. Tại vì rồng của tôi VIP quá, thế là thỉnh thoảng đi vào gần bờ lại bị lag các bạn ạ. Rồng của tôi là bắt đầu trở thành rồng lộn rồi. Chúng ta sẽ, có con gì đây? Tôi vừa thấy có con gì bơi đây không? À, con rùa. Nói thật là mấy con rùa này khá là khó nhằn đấy các bạn ạ. Tại vì mai của nó rất là dày. Nhưng mà các bạn yên tâm đi, với kỹ năng của tôi thì nào. Các bé rùa, bơi chậm thôi, đừng để anh phải bơi theo mệt mỏi như vậy chứ. Nó bơi nhanh quá các bạn ạ. Rồng của mình cảm giác như chỉ biết bay thôi, chứ còn bơi thì hơi kém. Nào, đuổi theo và cắn nó đi. Này tôi thề nhá, chưa thấy một con nào bơi chậm hơn con rùa đâu. Nào, ui dồi. À, được thế nhở. Mỗi tội hơi cay là cái con này bơi chậm. Cay thế nhở. Thôi tôi không đuổi nữa đâu, tôi mệt lắm các bạn ạ. Tôi thà là tôi đi ăn mấy cái gọi là cái gì, san hô với cả sao biển ấy, nó còn nhanh hơn là đi cắn con rùa. Đấy, chỉ bằng cái việc là ăn sao biển thôi mà tôi lên được level 13 đấy các bạn thấy chưa. Người ta gọi là có công mài sắt thì có ngày lên level nhé. Ui đạch. Tôi vừa nhìn thấy con cá mới các bạn ạ. Trông con cá trông khó chịu thế nhỉ. Đấy, các bạn thấy cái con ở dưới kia không? Hình như là con cá mới, tôi chưa thấy con cá đấy bao giờ luôn đấy. Nhưng mà nói thật đấy là so với cái độ đẹp dai của rồng của tôi thì đúng là chỉ đáng xách dép thôi các bạn ạ. Nếu như tôi là một ngôi sao hạng A trong làng cá thì cái con kia nó chỉ xứng đáng làm người quay phim thôi nhá. Làm gì có con nào màu đỏ dâu lại còn có cả bờm như tôi, lại còn móng vuốt nữa. Nhưng mà hơi bốc phét một điều là rồng của tôi chỉ có mỗi hai chân trước thôi, nó không hề có chân sau luôn các bạn ạ. Khó chịu nhỉ.
Tức là nếu các bạn muốn đi một chiếc xe máy thì các bạn chỉ có thể đi xe ga được thôi, chứ không thể đi xe số được các bạn ạ. Tại vì không có chân để mà dẫn số. Khổ thân vãi cả trưởng. Ừ, cũng không đi được ô tô luôn các bạn ạ. Tại vì làm gì có chân đâu mà đạp ga. Khổ thân thế nhỉ. Aha, tôi gặp lại con rùa. Aha, lần này nó biết điều đấy các bạn ạ. Nó không dám chống cự luôn. Bây giờ tôi đã cắn được 21 máu rồi. Đấy. Thôi, dù sao thì con rùa nó cũng đã cắn hộ mình rồi. Thế nên là mình cứ ăn hôn nốt hộ nó thôi đúng không? Bạn thấy chưa? Bây giờ tôi cảm thấy là mình khá là kiểu bố đời rồi đấy. Rồng bố đời các bạn nhé. Nào, đâu rồi. Từ nãy đến giờ tôi nói thật là tôi chỉ có ăn san hô với cả sao biển thôi. Tôi chưa được một miếng thịt nào vào mồm luôn đấy. Các bạn biết vì sao không? Tại vì tôi không gặp một con cá nào hết. Mà tôi lại không đuổi được mấy con rùa kia. Thế nên là tôi không có gì để ăn cả. Từ nãy đến giờ là rồng ăn chay nhá. Rồng ăn chay tích. Tí nữa anh em mình phá giới. Lúc đấy là mình đi sát sinh sau. Bây giờ là kiểu đang đi tu để giải nghiệp các bạn ạ. Tại vì tí nữa là mình sẽ sát sinh rất là nhiều. Nghiệp tụ rất nhiều. Thế nên là bây giờ phải ăn chay niệm Phật. Để tí nữa có gì thì không bị đầy xuống địa ngục. Ok. À đây rồi. Một con cá đầu tiên. Và đây sẽ là khoảnh khắc tôi phá giới. Tôi sẽ chính thức bước chân vào con đường sát sinh. Để xem là tôi có thể đuổi được con cá này không đã. Ui, tôi không cần phải cắn nó mà tôi nuốt nó vào luôn. Như thế thì có coi là sát sinh nhỉ. Sát sinh là bạn sẽ phải giết một sinh vật gì đó. Nhưng mà tôi nuốt nó vào bụng luôn thì rất có thể là nó vẫn sẽ sống ở trong bụng tôi. Chỗ này, à, cua, tại sao lại có sừng này? Mày bốc phét vừa được con mặt loài này. Đây đây, tôi sẽ zoom gần vào cho các bạn thấy con cua này trông rất là điêu nhá. Nó có sừng của con tuần lộc các bạn ạ. Cua Mezichitmus à? Nào, quay lại đây. What the fuck? Nó còn có cả mũi của con tuần lộc kìa, trời ơi. Qua đây không? Qua đây, các bạn thấy chưa? Dị vãi, đi chơi Noel không bạn ơi? Bạn ơi đi chơi Noel không? Bạn không đi chơi là tôi cắn bạn này nhá. À, đây là... Thì ra là bạn chọn phải chết đấy. Đừng đuổi tao! Ơ rồi, cay tê nhờ. Cáu thế. Trời ơi. Bao nhiêu công sức cày kéo của tôi. Tôi chỉ có muốn đi qua đường thôi mà cái thằng mặt loèn này nó... cày. Cày lại à? Cày mãi mới lên được level 25 các bạn ạ. À. Tôi chỉ mới bơi qua mặt nó, tôi còn chưa kịp chửi nó, thế mà nó đã cắn tôi rồi. Thằng mặt dậy. Chỉ có sang đường thôi, chứ có ai chửi gì đâu. Khó chịu ấy. Làm gì mà nóng tính đấy. Thật các bạn ạ. À. Không thể tin được. Để rồi. Quả này ra trả thù. Bạn nhìn á. Tôi sẽ ra cắn vào đít nó. Ôi đạch, nó còn bơi nhanh hơn cả mình cơ ạ. Cố lên. Cố lên baby. Sao càng ngày bơi càng chậm thế? Tôi muốn đuổi theo để cắn vào đít nó nhưng mà tôi bơi quá chậm. Thật nhục nhã. Thậm chí bây giờ tôi còn không thể bơi nhanh bằng nó được. Cáu thế nhỉ? Thôi đã thế từ bỏ. Đợi tí nữa anh em mình khỏe lại rồi tôi cắn nó sau nhé. Quân tử trả thù 100 năm vẫn chưa muộn. Tôi nghĩ là kiếp sau tôi to lên tôi sẽ trả thù nó. A few moments later. Vẫn còn sống. Vẫn còn sống các bạn ạ. Vẫn còn sống. Không chết nữa rồi. Quả là tôi không chết nữa rồi. Oh shit. Vâng. Và tôi đã quay trở lại. Tôi đã cày được lên level 25. Tôi đang đi săn các bạn nhé. Các bạn thấy chưa? Vừa nãy là một trận chiến cực kỳ kinh điển. Tôi tưởng là tôi oảng mẹ rồi. Không. Đó chính là sức mạnh của rồng đấy các bạn nhé. Đừng có đùa với rồng của chúng tôi. Các bạn thấy chưa? Mình không cắn được con cá mập cụ thì mấy cái con cá mập mà cháu chắc chít chít này thì mình vẫn phải bắt đạt được nó. Hợp lý không? Bây giờ tôi là cảm thấy tự tin rồi đấy. Gặp cá mập là tôi tự tin rồi. Chỉ trừ là gặp ông cụ thôi. Đấy.
cá ông cụ các bạn ạ. Cá ông cụ chứ còn thầy ông cụ thì bây giờ vào tù rồi. Thầy ông cụ tôi vừa đọc là đã bị khởi tố cái tội mà tội gì nhỉ? Tội luận loan các bạn ạ. Đấy, cái tội luận loan là sau rồi nghe đâu đó là bị là 30 năm tù cơ. Ờ như kiểu là ông thầy ông cụ là sẽ phải sống tới 120 tuổi thì lúc đấy mới được ra tù. Cay thế. Rồi, anh em bây giờ phải đi tu luyện tiếp. Tí nữa khi mà chúng ta đạt được một cái ngưỡng nó khủng khủng hơn, đấy, lúc đấy anh em mình sẽ quay trở lại và cắn cái con cá mập ông cụ nhá. Còn bây giờ mình cắn mấy cái con cá mập tiểu, con cá mập con ấy nhá. Đây đây đây, hai con này vừa nãy nhá. Cái lúc mà anh em bắt đầu ấy, nó vờn mình không biết bao nhiêu lần. Bây giờ anh em mình phải trả thù. Nào, anh em mình giao lưu tí các bạn. Cho giao lưu tí đấy. Rào lưu, rào lưu, rào lưu. Ui ôi. Nào, ui ôi, 365 máu, ui ôi. 365 máu tức là 365 ngày luôn các bạn ạ. Ngày nào tôi cũng cắn. Đá đứng lại, bơi nhanh thế. Rồi bơi nhanh quá, anh em tha cho nó. Cái gì đấy? Tôi vừa nghe có tiếng két của cái các bạn ạ. Sợ ra đấy cả mình. Cái gì đấy? À mấy con này thôi gì? Mấy con này muỗi. Ui giời, tôi tưởng cái gì, tự nhiên nó kêu chéo cái, tưởng trộm chó. Giật đấy của mình. Rồi, may quá. Đấy rồi, tôi sẽ ra làm gỏi mấy con này ngay. Ái chà, định cắn anh á. Uầy. Uầy. Woo. 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 Nó kêu, uầy nó kêu kìa. Các bạn nghe được nó kêu không? Ai đừng bơi mồm nó. Thành thủy thỉnh thoảng cắn cái thôi. Uầy, vãi cả nó kêu ạ. Oh my god. Hóa ra đó là tiếng kêu khi bị thịt ạ. À. Tôi lại cứ tưởng nó kêu nó gọi đồng bọn nó đến nó hấp nó quánh tôi. Hóa ra không phải. Ui cắn 400 máu rồi. Level 36 rồi. VIP Pro S Max rồi các bạn ơi. Không, bây giờ phải là VIP Pro S Max Plus. Rồi tôi nghĩ là anh em mình bơi vòng vèo tí đi. Bây giờ là cái thời điểm để chúng ta phô trương sức mạnh. Rồi rồi, đối thủ tiếp theo các bạn. Tôi nghĩ con này một đớp. Ui, tôi đoán có sai đâu. Tôi đoán có sai đâu. Một đớp. À quên, mình phải chó đó nhỉ. Một cắn. Ừ, một đớp nghe như chó. Nhưng mà một thực ra là một cắn thì nghe nó vẫn cứ như là như chó. Thôi kệ vậy, không có từ gì khác. Một pé, đôi pé. Ui các bạn thấy có đơn giản không ạ? Cuộc sống này bây giờ có còn gì sướng hơn. Để rồi. Một đớp. Một đớp. Thật là dễ dàng. Cuộc sống thật là dễ dàng. À cái con cam cam này. Cái con cam cam này mày tưởng tao không nhận ra mày à? À nhưng thôi bé quá các bạn ạ, bé tha cho. À cái con cam cam nó dám cắn mình các bạn ạ. Cáu thế nhở? Từ nãy giờ mình tha cho nó mà nó lại đớp mình à? À đã thế tao hút mày vào luôn. Đúng là mấy cái thằng bé nó chưa trải sự đời các bạn ạ. Nó đầu gấu lắm, gặp ai nó cũng cắn. 2000 years later. Rồi Osuke, bây giờ tôi đã level 60 rồi. Và như các bạn thấy, tôi level 60 mà trông tôi không khác gì level 1 cả. Trông nó không to hơn, trông nó cũng không đầu gấu hơn, trông vẫn thế à nhỉ. Các con khác thì trông cũng ưởng. Mỗi tội là tôi cắn hơi bị đỉnh cao các bạn nhá. Các bạn nhìn này. Ui giời ơi, 2016. Ui giời, 2113 máu. Mà mới chỉ có level 60 thôi nhá. Các bạn nhìn tôi cắn cái này. Một ít. Ui dù, VIP thế nhỉ? VIP thế này. Ui dù, VIP quá, VIP quá. Con rồng này nó cắn khỏe cực kỳ. Mỗi tội là máu nó hơi ít các bạn ạ. Máu cái này mà nó bây giờ nó rơi vào khoảng 3000 ấy. Ui thì chắc là tôi ra tôi cắn con cá mập cụ luôn. Rồi tôi sẽ thử tiếp con này. Con này là một con cá rất dày. Ui đấy các bạn thấy chưa? Tôi cắn nó được có 1500 máu. À hai đứa này hôn nhau à? Hôn nhau làm sao mà lại mút hết cả đầu nhau vào thế kia? Pem. Đơn giản, thật là đơn giản. Thật là cuộc sống bây giờ thật là đơn giản. Level 63, 1500 máu à? 1500 máu, không biết là cái con cá mập cụ nó cắn mình một phát thì đã chết chưa nhỉ? Thực sự là khá là tò mò. Chắc là tôi sẽ cày đến level 75 xong rồi tôi sẽ ra cắn nó sau. Tại vì level 60 này vẫn hơi ghê ghê. Bây giờ mà chết cày lại khổ lắm. Nó cắn cái, đúng rồi, thế phải nhanh thôi. Ok, đối thủ tiếp theo, tôi sẽ cùng nhau thử sức với cả ba con cá mập này.
Tôi chết rồi, tôi bơi chậm quá không đuổi kịp. Tôi sẽ thử sức với chú cá mập này. Em, ui thì chết nhanh thế. 2400 máu rồi các bạn ạ. Ghê gớm thích à. Ui dồi ôi, 2423 máu rồi. Level 64. Hay là anh em mình ra thịt luôn con cá mập cụ này cho nó đầu gấu. Bây giờ nhá, mình có 1600 máu. Tôi nghĩ là tôi có thể chịu được một hit của nó. Mà mình cắn tận 2400 rồi. Mình cắn nó được khoảng 3 phát là cái con cá mập cụ nó sẽ chết. Đấy, tôi tính toán là như vậy. Thế nên là bây giờ tôi khá là tự tin. Nào, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm luôn. Tôi không đợi level 75 nữa các bạn ạ. Đây à? Đây đúng không? Đây đúng không? Có phải là em nó đây không? Có phải cá mập cụ đây không nhỉ? Có phải trông không giống? Có phải trông không giống các bạn ạ? Nó chỉ là con cá mập to thôi. Không phải cá mập cụ rồi. Ui, bơi mồm anh à. Ui dồi ôi, 2500 máu ạ. Một hit, rất đơn giản. Không phải các bạn ạ, nó cũng khá là to. Tôi cứ tưởng đấy là cá mập cụ. Từ nãy giờ đi tìm cụ lâu quá. Âu, đây. Cá mập cụ, Nào. Wow. Oh. 3 phát. Tôi cắn nó 3 phát là mới chết các bạn ạ. Trời đất ơi, mà anh mới tìm được. Ở vây nó còn có cả cái gì ấy. Ok á, không cắn được nó nhỉ. Ok á. Sao không cắn được nhỉ? What the hell? À đây rồi, đây rồi. Ui dồi, ui dồi, tăng level. Ui dồi. Level 70 luôn các bạn. Đừng có đùa với tôi. Thế là tôi đã hoàn thành được tất cả các con boss khủng nhất ở trong cái bản map rồi. Chưa đến level 70 là tôi đã giết được cá voi cụ và cả cá mập cụ luôn. Bây giờ anh em mình chắc là cày lên level khủng khủng để xem là nó sẽ trông như thế nào nhỉ. 2000 years later. Cáu nhỉ. Nào, các bạn thấy không nào? Tôi đang bị tấn công bởi một con cá bé tí. Cái con cá bé rất bé này nó đang liên tục cắn tôi. Nha, từ nay đến giờ tôi bị rụng hơi bị nhiều vẩy rồi mà tôi không làm gì nó được. Tôi không thể quay lại đằng sau để mà cắn nó được. Bực thật. Đã thế anh sẽ trút giận vào các chú. Trút giận vào các chú luôn. Hiện tại là mình vẫn chưa nuốt chửng được mấy con này, hơi cay. Với cả tôi không thể tìm được các bạn ạ. Mình không tìm được con cá voi. Đâu nhỉ? Vừa nói xong à? Đây à? Không phải. Tôi không tìm được con này các bạn ạ. Không thể tìm được con cá voi cụ, bực thế. Tôi nghĩ là tôi sẽ quay trở lại để tìm cá mập cụ đi. Con cá voi cụ nó bơi nó cứ lẩn lẩn đi đâu ấy. À đây rồi, vừa nhắc cái có luôn. Chạy à? Hèn thế. Đứng lại đây. Đứng lại sao nào? Ui, tôi cắn 4000 máu rồi thì đứng lại để làm cái gì? Đứng lại thì chết thôi. 4000 máu các bạn ạ. 4000 máu ở level 80 đi. Ừ, cứ cho level 80 đi. Biết thật à. Pem. À nó vẫn sống. Pem. Ui dồi, các bạn thấy không ạ? Các bạn thấy bíp chưa? À đây rồi. Tôi có vẻ là đã tiếp cận được vị trí của con này. Nó sống dậy rồi đấy. Đây rồi, ui nhiều thịt thế. Pem. Ý. Thật là sung sướng. Đâu rồi? Đây rồi. Pem. 5000 máu. Vip quá. Tôi phải hút nhanh các bạn ạ. Đâu rồi? Nó ăn như ủi, con này mồm rộng ngang tôi các bạn nhá. Con cá này mồm nó rộng ngang mồm tôi luôn. Nào quay lại đây. Nó chạy kìa. Thật là nhục nhã. Ngày xưa tôi phải chạy nó, bây giờ nó phải chạy tôi các bạn ạ. Không tin được luôn. Lần đầu tiên tôi thấy cá mập cụ biết sợ. Ngày xưa kể cả chúng ta có làm một con cá khổng lồ hay to hơn rất nhiều lần con cá mập cụ, nhưng chưa bao giờ nó phải chạy cả. Nhưng lần này gặp rồng thần nó phải khác. 2000 years later. Rồi, ok. Và quay trở lại này. Từ nãy đến giờ thực sự là tôi đã cày kéo rất chăm chỉ và không ngừng nghỉ. Và thành quả là chúng ta ở đây đang có một bé rồng level 223. Và thú thực là tôi cày lâu quá rồi. Thế nên là tôi nghĩ là bây giờ tôi sẽ dừng ở cái cấp độ này thôi, không cày nữa nhá. Tại vì cày nữa thì nó cũng chỉ có đến thế thôi à. Tôi zoom ra xa nhá, tôi sẽ zoom ra xa cho các bạn thấy là con rồng của tôi bây giờ trông nó VIP Pro như nào. Đây, bơi lên này. Đỉnh cao ấy. Quay,
giống đỉnh ấy. Rồi, nhoi lên như là ui. Uè. Uè. Ra gì pet đấy chứ đùa đâu. Đấy, há mồm ra là cũng được đấy. Đây, tôi sẽ zoom gần vào. Đấy, vảy rồng, vảy rồng, vảy rồng. Đây là rồng của Sang Chi nha các bạn. Đây, ui. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi, khiếp không? Ui dồi ôi. Con gì to này. Ui. Con bê bãi. Ui, quả mồm này chất lượng thế nhỉ. Ui. Ấy. Rồng của tôi đấy các bạn nhé. Các bạn đã nhìn thấy bé rồng level 223 nó thế nào chưa? Nào bây giờ tôi sẽ cùng đi xung quanh để hút xem là level 223 tôi sẽ cho các bạn thấy là chúng ta ăn thịt thì nó sẽ dễ dàng như này nhá. Ui giời ơi, ui cá mập cụ này. Ui giời, cá mập cụ bây giờ trông nhỏ bé xinh xắn đấy nhỉ. Để mình đớp con cá xem nào. 92.000 máu. Từ nãy giờ tôi không cắn không biết bao nhiêu con. Uầy, tôi nuốt được luôn rồi. Uầy, được thế nhở. Để tôi cắn lại nhá, bây giờ level 224. 93.000 máu. Wow, hút mày vào luôn, level 226 rồi. To quá rồi các bạn, thôi tha cho nó nhá. Ui, đỉnh thế nhở. Chật thế nhở. Rồng được đấy. Rồng, 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 đi đấy, đi đấy. Rồi ok, cho đến video này mình sẽ kết thúc đây nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Sẽ có một cái con cá nữa cũng rất là vui vẻ thì mình sẽ chơi nữa tập sau. Đừng quên là nhấn like cho video nếu các bạn thích con game này và đăng ký kênh PopRow của mình sớm đạt được 1.500.000 người đăng ký nhá. Hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ mình. Bây giờ thì bye bye. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.